Kỷ Dậu năm nay quá tuyệt vời, tiền vô dễ dãi cứ như chơi, công danh tiền bạc mênh mông đến, tuổi vàng tuổi bạc hái lộc trời. Chấn động, thầy tiên tri tiết lộ thiên cơ, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, biết được mệnh trời, tài lộc bùng nổ, giàu nứt đố đổ vách trong năm Ất Tỵ 2025. Hoan hỉ chào mừng quý vị đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị năm mới, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn an khang. Quý vị thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày nối tiếp nhau trong đau khổ trần gian. Chỉ có người hùng mạnh mới có đủ sức mạnh để đi qua mọi sóng gió, treo lái con thuyền sinh mệnh đi đúng hướng và hái nhiều thành công như ý. Theo quan niệm tử vi số mệnh thấy rằng, tùy vào từng thời điểm khác nhau trong vạn niên mà mỗi con giáp sẽ được nhận phúc họa khác nhau. Tại thời điểm này, bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại được phú quý lâm môn, bạc tiền vô kể, thu hái tiền tỷ của thiên hạ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa. Xem tử vi năm 2025 cho thấy, vận trình năm mới của Kỷ Dậu sẽ bừng sáng bất ngờ, nhờ tam hợp nâng đỡ, từ sự nghiệp, công danh cho đến tài lộc của con giáp này đều khởi sắc. Khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa nhà, làm đâu chúng đó, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả. Nghèo đói cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu, xe xịn, cuộc sống giàu sang sung túc, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể của người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng trong năm Ất Tỵ 2025 này sẽ ra sao? Công danh, sự nghiệp, tài lộc sẽ biến đổi như thế nào? Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết của tử vi tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng. Kỷ Dậu hay còn được gọi là báo hiệu chi kê, tức là gà báo hiệu. Năm sinh dương lịch, từ ngày 16 tháng 2 năm 1969 đến mùng 5 tháng 2 năm 1970. Năm sinh âm lịch, Kỷ Dậu, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, dậu, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Mệnh thổ, đại trạch thổ, tức đất nhà lớn, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, số quan lộc, sơn con gà, tướng tinh con thỏ, Phật bà quan âm độ mạng. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng, với nạp âm hành thổ, do can kỷ thổ ghép với chi dậu kim, thổ sinh nhật kim, tức can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Thuộc lứa tuổi có thực lực hơn người, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung thắng hạn, có gặp khó khăn, trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Thổ tính chứa nhiều trong tuổi, khi thổ vượng hay suy thiếu chất mộc, kiềm chế các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, mật, lá lách, dễ có vấn đề khi lớn tuổi, nên lưu ý từ thời trẻ, về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa hạ hay các tháng giao mùa thì hợp mùa sinh, mùa xuân ít thuận lợi, nếu ngày sinh có hàng can, bính, đinh, sinh giờ, sửu, mùi, được hưởng thêm phúc ấm của dòng họ. Kỷ Dậu nam mạng thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận và chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang trong lòng nhiều hoài bão. Đặc tính của can kỷ, thêm tính chất của chi dậu, thuộc chòm sao kim ngưu, rất chịu khó, siêng năng, cần cù, đúng giờ giấc. Có óc tổ chức, ít khi lớn tiếng với ai, nhưng khi cần tranh cãi thì cũng bênh vực ý kiến của mình đến cùng, nhận xét rất tinh tế. Luôn đi trước người khác một bước trong mọi việc, nhìn rõ được xu hướng phát triển, có sở trường về kinh tế, tài chính. Kỷ Dậu hợp với tuổi Tân Sửu, Kỷ Sửu, Ất Sửu, Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Tân Tỵ, Đinh Dậu, Quý Dậu, hành hỏa, hành thổ và hành kim. Kỵ với tuổi Tân Mão, Ất Mão và các tuổi mạng mộc, mạng thủy, mang hàng can, giáp, ất. Màu sắc quần áo, giày dép, xe cộ hợp với các màu đỏ, vàng, nâu. Kỵ với các màu xanh, nếu dùng xanh nên xen kẽ đỏ hay trắng và đen để giảm bớt sự khắc kỵ. Tuổi Kỷ Dậu nam mạng được số an bình, cuộc đời no đủ, về sau giàu có, khi không gặp vận thì họ vẫn đủ ăn đủ mặc, khỏi lo đói rách. Người này được hư không tạng Bồ Tát ban cho trí tuệ nên thông minh, lanh lợi, họ cứng cỏi nhưng không khiêm tốn lắm. Tâm trí họ luôn bận bịu, lo tính đủ đường, tuổi Kỷ Dậu có số kinh doanh, làm giàu, cuộc đời họ phải thay nhà, đổi đất vài ba lần, người có tinh thần tự lập, họ không nhờ vả cha mẹ, một mình lo liệu mọi việc êm thấm đâu vào đấy. Người tuổi Kỷ Dậu có hậu vận khá, nếu sống từ thiện,
thì hưởng thọ lâu dài. Tuổi Kỷ Dậu tài năng, mưu lược, tự thân xử lý vấn đề êm thấm, cuộc sống người này hay phải cạnh tranh nên thân tâm không được thư thái. Người này không thích người mồm mép, họ thường giúp đỡ bạn bè, nhưng bạn bè của họ không có hậu, hay phản bội, tranh giành, đấu đá lẫn nhau. Nam tuổi Kỷ Dậu, thiên can mang chữ Kỷ, có các sao, Văn Khúc, Vũ Khúc, Tham Lang, Thiên Lương và Tứ Hóa, là người có nhiều tham vọng, nhưng cuộc sống phải đặt trên nền tảng đạo đức, sự nghiệp mới bền vững. Với can sinh chi, cuộc sống nhiều xuôi thuận, công danh sự nghiệp dễ thành, chớ nên tự mãn, tự cao, những yếu điểm này dẫn đến đôi lần thất bại, để từ đó mới rút ra kinh nghiệm, dè dặn trong việc làm ăn. Là người có tài, nên dễ thành tựu cao, tự kiêu, trở ngại trong giao tiếp, khó làm nên việc lớn và dễ tạo nhiều kẻ thù, gây trở ngại lớn cho việc xây dựng sự nghiệp. Chữ tài đi với chữ tay một phần, hợp gần với số cuộc của Kỷ Dậu nam mạng, nên lấy đó mà làm kinh nghiệm. Tuổi trẻ có những khó khăn, từ 40 tuổi trở nên, sự nghiệp khá vững vàng, nhưng vẫn còn sao động, nếu biết làm lành lánh giữ, thì hậu vận sẽ giàu có, gia đình êm ấm, con cái nên danh. Xét tổng quan tử vi nam mạng, tuổi Kỷ Dậu trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Kỷ Dậu theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Kỷ khắc Ất, một vài yếu tố ngoại cảnh tác động, khiến tâm tính dễ nóng nảy, sức khỏe giảm sút. Xét về địa chi, Dậu gặp Tỵ, lâm cục diện tam hợp, đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Dấu hiệu thăng quan tiến chức cũng rất rõ ràng, tiền bạc ngày một sôi sục. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều đạt được như ý nguyện. Tiểu kết, nam mạng Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn. Trong năm 2025, bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bạn nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe, đề phòng ngã bệnh. Thứ hai, xem tử vi Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, nam mạng tuổi Kỷ Dậu gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh là phúc lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ vào tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục chớ phiền hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hoành lo bày kế đa mưu với người, tang tốc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lần mà nguy. Tiểu kết, xét về tiền bạc, tài sản thì Kỷ Dậu sinh năm 1969, nam mạng, trong năm nay sẽ trở về trên những con thuyền chở đầy kim ngân, tài bảo, nhiều người đi làm ăn xa, sẽ thu được thành công rực rỡ. Lưu ý, không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, tránh gây tranh cãi, lời tiếng thị phi, đàm tiếu. Vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, bản mệnh hạn chế làm những công việc to lớn, hai tháng này nên làm nhỏ, tích lũy cho mình không chỉ kiến thức, mà tích lũy thêm mối quan hệ và kinh tế. Thứ ba, xem tử vi nam mạng tuổi Kỷ Dậu theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là một hạn xấu, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo, rắc rối với pháp luật. Trong tất cả 8 hạn mà con người mắc phải trong chu kỳ vận hạn theo tuổi, thì hạn thiên tinh sẽ là một trong những hạn nặng nhất. Người mắc phải hạn này, nếu không cẩn thận sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạn thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Thiên tinh là hạn xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong làm ăn, gặp phải kẻ xấu vu khống, khiến sự nghiệp lao dốc không phanh, vì tiếng xấu đồn xa nên chẳng còn ai tin tưởng và làm ăn chung nữa, cũng từ đó công việc làm ăn không còn thuận thành như trước. Trong cuộc sống thì các mối quan hệ dần xa cách bởi có tiếng đùa giỡn vô tình dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Chính sự hiểu lầm dẫn đến những cuộc tranh cãi, xung đột khiến tình cảm ấy chia cách. Tình cảm bị chia ly bởi lời châm biếm đố kỵ của người thứ ba, kẻ xấu vu khống những điều không tốt về bạn, tin xấu đồn xa khiến mọi người xung quanh ai cũng tìm cách xa lánh.
đặc biệt khi chịu tiếng oan mà không giải thích được, cảm xúc dâng trào, rồi có những hành động lời lẽ sai trái, khiến đôi bên xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa. Nguy hiểm hơn khi không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến án mạng, thương vong. Thứ 4. Vận niên năm 2025 của tuổi Kỷ Dậu, Nam Mạng. Năm 2025 tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng gặp vận niên xà hãm tĩnh. Xà hãm tĩnh tức là rắn bị nhốt dưới giếng sâu. Năm đề phòng bị tai nạn, đi xe phải chú ý cẩn thận, không nên đi cùng xe với người có giới hạn giống mình. Nếu biết kiên nhẫn chờ thời thì việc gì cũng có thể làm xong, nhược bằng vội vàng hấp tấp sẽ là dục tốc bất đạt. Công việc kinh doanh làm ăn nên giữ như cũ, hạn chế thay đổi, kiêng đi xa, công danh không có gì mới, nên làm theo hướng cũ, nên dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Tình duyên bình thường, phòng nghi kỵ khẩu thiệt. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2025, tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Kỷ Dậu cần tránh các năm tam tai, Tý, Sửu, Hợi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ, theo cách tính thì gia chủ 1969, tuổi Kỷ Dậu sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 là năm Ất Tỵ, gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 là 57 tuổi âm lịch, sẽ phạm kim lâu thuê. Kỵ vợ hoặc chồng, gây tai họa cho người vợ hay người phối ngẫu của mình. Trong vấn đề cưới hỏi, nếu cô gái phạm tuổi kim lâu thê thì người chồng sẽ chịu hậu quả, gặp nhiều tai họa, chuyện xui xẻo. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Kỷ Dậu phạm tuổi lục hoang ốc. Gia chủ Kỷ Dậu phạm hoang ốc, lục hoang ốc, có câu lục ốc tạo ra bất khả thành, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được. Tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng, có hạn trạch tuổi không? Trạch bại là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch bại là xấu, bởi vậy gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng: làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, tử, nên trừ ra. Tóm lại, năm 2025 gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 gặp trạch bại, không nên mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm nay. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Dậu, Nam Mạng. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, nam mệnh tuổi Kỷ Dậu là 57 tuổi âm lịch, được xét đoán trên nhiều yếu tố về ngũ hành bản mệnh, thiên can, địa chi, vận niên, sao chiếu mệnh cho thấy đây là một năm tương đối tốt đẹp, được đồng loạt các cục tương trợ, ví dụ như tìm đúng thiên thời, địa lợi nhân hòa là nền tảng tốt để tự động phát triển, thỏa chí tang bồng. Cụ thể các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, vừa được cục diện tam hợp nâng đỡ, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, bản mệnh Kỷ Dậu cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ dàng thành công, chứ không còn cảm giác quá trục trặc, khó khăn, cản trở như trước. Với tính cách cởi mở, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí dù là người đã vững chân trong xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, thể hiện tài năng, không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho tập thể mà còn giúp bản mệnh thăng tiến nhanh chóng. Năm 2025 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp, người làm lãnh đạo cũng nhận được ý tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển, hãy luôn nghiên cứu thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo hình ảnh đẹp cho bản thân. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi công việc diễn biến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của thương quan, đương số được quý nhân phù trợ, hỗ trợ, có thể là bạn cũ gặp lại, mở ra nhiều cơ hội hồn hạp, làm ăn mới. Tuy nhiên, có một số thời điểm trong năm, chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo,
coi thường ý kiến của mọi người xung quanh nhé. Về phương diện tài lộc, được chính tài cát thần tương trợ, lại có tam hợp và thực thần chiếu mệnh, vận trình cát lộc của Kỷ Dậu tươi sáng và vô cùng hanh thông trong năm 2025 này. Nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, buôn bán, tăng nguồn thu phụ. Đặc biệt, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù không phải bỏ quá nhiều công sức, cũng vẫn giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp. Nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ và một khi công việc đã đi vào guồng thì sẽ tiến triển rất nhanh, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn. Với năng lực của mình, bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng, với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu phụ chảy vào túi đều đặn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi năm Ất Tỵ 2025 dự đoán, con giáp tuổi Kỷ Dậu nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm vào năm này. Dù còn độc thân hay đã lập gia đình, cuộc sống của bạn đều có bước thay đổi đáng kể. Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần, được tận hưởng hạnh phúc. Với người đã có gia đình, bản mệnh và nửa duy trì được mối quan hệ cân bằng, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau. Nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đáng kể, hai người còn lại là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha làm mẹ cũng được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, tạo bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Bạn vô cùng tự hào về gia đình, hãy lên những kế hoạch đi chơi, du lịch cùng nhau trong năm để có thêm nhiều kỷ niệm và hạnh phúc đáng nhớ, Kỷ Dậu nhé. Về tình hình sức khỏe, trong năm có cách cục tốt, lại thêm nhiều cát tinh hỗ trợ, sức khỏe của Kỷ Dậu nam mạng khá tốt. Bạn biết cách cân bằng cuộc sống và công việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không đến mức rơi vào tình trạng lao lực, kiệt sức, tinh thần nhẹ nhõm cũng góp phần đáng kể giúp sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Người mắc bệnh trong năm nay cũng gặp thầy gặp thuốc khiến bệnh tình thuyên giảm. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Dậu nam mạng vẫn nên duy trì chế độ luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. Vận động không chỉ giúp bạn khỏe mạnh hơn mà còn làm cho đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn và các mối quan hệ được mở rộng, Kỷ Dậu nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nam mệnh Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Cách hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2025. Thủy Diệu là cát tinh, do đó sử dụng một số cách dưới đây để phát huy được cát tính của tinh tú này, hỗ trợ tốt cho vận trình năm 2025 của bản mệnh, đồng thời sẽ giảm phần nào tai ương, đen đủi từ hạn thiên tinh gây ra cho quý bản mệnh. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, để tăng cát khí may mắn, bản mệnh có thể sử dụng trang phục màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói, ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2025. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh,
là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Quý vị thân mến, đầu xuân năm mới, người Việt ta có phong tục chọn người hợp tuổi xông nhà để năm đó nhiều bình an, may mắn. Nếu người xông nhà hợp tuổi gia chủ, có lối sống tử tế và chân thành, thì sẽ mang đến cho gia đình nhiều tài lộc, thịnh vượng và hạnh phúc. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Kỷ Dậu. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Đinh Dậu 2017, tốt, Đinh Sửu 1997, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Đinh Dậu 1957, tốt, Đinh Sửu 1937, tốt, Tân Mùi 1991, tốt. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Kỷ Dậu trong năm Ất Tỵ 2025 là Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Mậu Dần 1938, không tốt, Giáp Ngọ 1954, không tốt, Kỷ Hợi 1959, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Giáp Tý 1984, không tốt, Mậu Dần 1998, không tốt, Giáp Ngọ 2014, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Kỷ Dậu, nam mệnh trong năm 2025 này. Cuộc đời có biết khi nào kết thúc đâu mà người ta cứ dành những thứ ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng, giống như bữa ăn thịnh soạn tiễn biệt kẻ tử tù. Tại sao chúng ta không sống tử tế, sống chậm, sống đẹp, sống cân bằng, hài hòa, sống an bình, hạnh phúc ngay lúc này? Tại sao chúng ta cứ sống dằn vặt vì quá khứ và kỳ vọng vào tương lai, để rồi những giây phút hạnh phúc của ngày hôm nay cứ trôi qua, tuột khỏi tay? Bạn sống bao lâu không quan trọng bằng việc bạn đã sống thực sự, sống hết mình. Khi sống hết mình, bạn sẽ thấy những suy nghĩ của mình sâu lắng, cảm xúc đong đầy, tâm hồn lắng đọng, tâm trí tĩnh lặng, và khi đó bạn sẽ nhận ra cuộc đời thật ý nghĩa, cuộc sống xung quanh mình trở nên nhẹ nhàng. Nếu chỉ sống lâu nhưng cuộc sống luôn bất an, lo lắng, khổ đau thì cuộc đời bạn đâu có tốt đẹp. Chúng ta muốn có cuộc đời hạnh phúc, hãy tự hỏi mình điều gì sẽ làm cho mình hạnh phúc, điều gì sẽ làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa, hãy tự hỏi bản thân mình thay vì đặt câu hỏi người khác. Cuộc sống của chúng ta đau khổ là vì nó luôn nằm trong sự giằng xé của quá khứ kéo lùi bạn lại, tương lai lôi kéo bạn đi, hiện tại neo giữ chặt bạn lại. Và sự đứng yên tĩnh lặng của hiện tại mới đem lại cho bạn sự thanh thản, bình yên, lắng sâu và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chỉ có điều, đa phần trong số chúng ta đều đã quên phải làm thế nào để sống tốt trong hiện tại. Đấy là nguyên do làm cho chúng ta không an yên, không hạnh phúc. Người hạnh phúc bởi là biết sống trong hiện tại. Đôi khi cuộc sống đơn giản làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng chỉ khi đi qua sự nhàm chán của bụi bặm, ồn ào, xô bồ thì bạn mới có tâm trầm lắng mà thôi. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố gắng làm hay suy nghĩ nữa. Hãy ngồi xuống quán xuyến hơi thở, thiết lập sự bình an để hồi phục năng lượng cho cơ thể và tâm hồn, bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có nên bạn không thể sống vui. Vì vậy, bạn có mắt nhưng bạn lại nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù, họ chỉ ao ước để được nhìn. Bạn có miệng nhưng bạn lại sử dụng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ao ước làm sao để nói những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu
nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn, họ chỉ ước ao được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn mà thôi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng, tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc, đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy, cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có, đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi năm 2025 của tuổi Kỷ Dậu 1969, Nam Mạng. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.